Chào tất cả mọi người nhá. Lần này chờ đợi đúng là hạnh phúc mọi người ạ. Mình chờ một ngày nó ấm ấm, nó sáng sáng ấy. Thì hôm nay đây, sau những ngày mưa giá rét, nhiệt độ xuống dưới 10 độ, thì hôm nay trời đẹp, mình sẽ giới thiệu với mọi người cây yên tử sổ mà mình mà 2 năm trước cũng có quay rồi đấy. Đấy, năm ngoái thì nó lại bỏ hoa, năm nay thì nó lại ra lại. Thì hôm nay mình sẽ giới thiệu với mọi người. Đây, nó cuối vườn kìa mọi người. Đây. Đây là chậu đại thanh. Chậu đại thanh thì mình thân nó cũng không được mẩy. Đây 1 2 3 4 lên một mầm này, thân không được mẩy. Thì đây là chậu yên tử mà mình nói đây. Đây là 1 này, đây là 2 đây. Thì là hôm trước nó đẹp lắm, nó đúng là 18 trăng tròn luôn, thì lại mưa quá, trời nó lại xám xịt đấy. Thế là hôm nay thôi thì cũng vẫn là đẹp, đẹp trời đấy. Đây các bạn nhìn bộ lá này đấy. Đấy. Có người bảo lá yên tử thì màu xanh và lá võng nhiều gân. Đây, nếu mà theo như cái lý thuyết đấy thì cái này chắc là chuẩn rồi. Đấy. Lá võng cong tít luôn nha mọi người. Đây. Đấy. Đây, úp thìa này. Đấy. Cây này đấy. Đây, theo như cái cần này của mình thì đôi 4, 6, 8, 10, 11. Đây. Có anh em nào sổ ra cái bông như này không? Cây này thì đây, lưỡi còn lỗi thế khổ. Đây cây này lạnh quá thì nó yếu, nó ra nó không chuẩn. Đó. Hoa thì thơm rồi, địa lan mà hầu như là thơm thôi. Đấy. Và mình là ngoài năm nữa, mình nhớ là cái năm mà mình năm 2 năm trước, mình nhớ 2 năm trước thì là có 3 bông, thì là mình có đánh dấu ở đây này. Mình có đánh dấu đây, chậu này, chậu yên tử này, đây, đấy, chậu yên tử này 1 vạch này, đấy. Chậu này 2 vạch, chậu kia cũng thế, đấy, 2 vạch, đấy. Có một chậu ánh đồng này, nói chung là đợt đấy mình quay nhưng mà mình quay lại không kỹ cơ, đấy. Hình như cây này cây ánh đồng phải, đấy, năm nay được mỗi vùng này thôi. Nhưng mà mình cũng chưa biết đã có ai sổ ra và đặt tên là gì chưa. Đấy. Bây giờ thì mình vẫn cứ nhân giống vậy. Đấy. Hiện tại thì mình cũng có mỗi tính ra thì cũng có khoảng 6-7 thân thôi. Đấy. Khá là đẹp. Cái ra quay được từ hôm trước thì đẹp hơn đấy. Các bạn nhìn bộ lá này đấy. Theo các bạn thì cái này ổn được không đấy.
Hiện tại thì là mình cũng chưa bán nhá, cũng chưa chưa bán đâu mọi người, vì cũng chưa biết là như thế nào cả. Đấy. Video 2 năm trước thì mình có quay rồi đấy. Đấy. Bây giờ thì cứ 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 trồng vậy, có khi nào nó cụ thể như nào thì mới biết được. Chứ bây giờ nó cũng thấy nó cũng mông lung quá. Đấy. Cây này thì lại lỗi lưỡi. Ê bây giờ hôm nay là 22 rồi, tức là qua Tết được hơn 20 ngày rồi. Đấy. Đây, có con mạc sổ. Con mạc sổ, con này thì này. Bản lá to chưa? Rất là đẹp. Thì con này thì cũng không ăn thua. Đấy. Nhưng bộ lá thì mình thấy khá là đẹp luôn. Nên con này bộ lá đẹp. Còn có thanh trường nhà mình bây giờ có chậu bây giờ mới ngom ngóp được bằng này này. Thế bây giờ. Rồi. Xin chào tất cả mọi người nhá. Đấy là hôm nay mình đã giới thiệu với mọi người cây yên tử sổ nhà mình. Đấy, anh em nào có hay là có thông tin gì thì cho mình biết với nhá. Tại vì thực sự mình không biết là cụ thể cái cây này nó như thế nào luôn. Đấy. Chào mọi người nhé. Hiện tại cây mình chưa bán nên là anh em đừng hỏi là chia sẻ nhé.